trọng sinh từ vô nữ chủ thần khí dị năng từ bất thánh mẫu nếu như ta có thể ở trong kho vũ khí của nước lớn không nguyên mua các hạ nên ứng đối như thế nào khi tề hạo ở thời khắc máu chốt cứu vớt nhân loại bị đồng loại mơ ước thần khí đánh lén cuối cùng không cam lòng kích nổ thần khí để cho mọi người chung cùng nhân loại văn minh gặp phải trong lịch sử nghiêm trọng nhất bay một lần dị giới xâm lớn vẫn là đồng thời hai cái công nghệ mà nhân loại tự hào đã được thay thế bằng khoa học mới và toàn cầu bước vào một kỷ nguyên mới nhân loại bị ép lọc thất bại trở thành chất dinh dưỡng của nhân loại thời đại mới nhân loại trước sau gặp phải thiên thạch sóng thần cực hàn cực nóng mưa to có thể sống sót mới thật sự là tận thế chi tử các loại sinh vật sống sót cũng trước sau xảy ra biến dị trở thành tồn tại cường đại chưa từng có tề hào trọng sinh trở lại tận thế trước ba tháng phát hiện có người sử dụng hồi tố thần khí hơn nữa đem kiếp trước thần khí cũng mang về. Ở tận thế giáng lâm trước bằng vào thần khí năng lực, tích trữ vật tư vũ khí, chế tạo tận thế nơi trú ẩn, vì nghênh đón tận thế đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhân loại tận thế đấu tranh thời đại, ta tề hạo lại trở về. Chương 1 Trùng sinh nhào tiền Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Cao tường bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Động tích lương 1.0 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Động tích lương 1.1 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Động tích lương 1.1.1 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Động tích lương 2.0 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Báo cáo tin tức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Tận thế buông xuống bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Quan phương nơi ẩn nút Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Bắn thử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.